Xin chào các bạn nhé. Hôm cả một buổi sáng mình vào thăm các chú mèo của mình đây. Mình chuẩn bị cho các chú mèo ăn sáng thì các chú mèo đã tập trung hết ở gần đây và đang kêu gọi mình ra ăn rồi. Vâng. Và bắt đầu mình cho các chú mèo ăn nhé. Bắt đầu nào, đợi một tí nha. Bắt đầu nào. Các chú mèo ăn đây ạ. Mình buổi sáng này thường thường mình sẽ cho ăn phụ thêm những cái hạt cám này các bạn ạ, cám dành cho mèo á. Và bữa chính thì mình sẽ nấu cơm cá hoặc thịt cho các bạn ăn. Mèo con này ăn rất là ngon này. Cho em thêm này. Ngay với cùng cột với các bạn nhỉ. Mình thấy cám cũng cứng mà các bạn nghe thật là giỏi. Chú mèo nào ăn xong cũng để rửa mặt hết các bạn ạ. Các chú rất là sạch sẽ.